Thật sự đứng ở đây rất là xúc động và rất là mình cảm thấy nó thật sự là thiêng liêng. Ngay cái giây phút này đây, đây là một cái giây phút rất là thiêng liêng đối với Trấn Thành. Tại vì mình chỉ thấy được nhiều cái khoảnh khắc là hai thế hệ giao lưu với nhau cùng một tác phẩm lớn trong điện ảnh ở rất là nhiều quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như những kiệt tác như là Tây Du Ký hay là những cái kiệt tác lớn Thủy Hưởng này nọ. Còn bây giờ ngày hôm nay đứng ở đây tại Việt Nam, chúng ta lần đầu tiên có được một cái sự kiện quan trọng như thế này, chúng ta vẫn thấy được gương mặt của hai thế hệ nối tiếp nhau trong cùng một tác phẩm lớn, đó là tác phẩm Đất Rừng Phương Nam. Và không biết nói gì hơn, xin cho phép Trấn Thành được đại diện cho thế hệ đi sau, gửi những lời tri ân sâu sắc nhất đến các tiền bối, những người đã cho ra đời một cái bộ phim có thể nói là ký ức của tất cả mọi người ở đây, để ngay từ những phút giây đó nó dấy lên trong tất cả những anh em làm diễn viên của thời nay cái niềm hy vọng, cái niềm khát khao, đam mê để được làm nghề, để ngày hôm nay được khoe với lại cái tiền bối của mình là sau hơn một phần tư thế kỷ, hai mươi mấy năm chúng ta lại gặp lại nhau trong cùng một tác phẩm và tất cả đều hướng về nghệ thuật để gửi đến khán giả những thước phim hay nhất. Xin một lần nữa cảm ơn và tri ân tất cả mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Dạ, vỗ tay to.